Xin chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta có mặt ở trong kênh của Happy Car. Ngày hôm nay cũng nhân dịp đầu xuân năm mới, và Quyết muốn gửi lời chúc sức khỏe, thượng lộ bình an đến tất cả các anh chị đang theo dõi là khán giả của kênh của Happy Car. Và quay trở lại clip của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chủ đề là với 400 triệu thì chúng ta sẽ mua được xe gì. Và hôm nay chủ nhân của chương trình ngày hôm nay chúng ta đó chính là chiếc xe WeGo mà Quyết đã mượn được của chủ xe đang làm bảo dưỡng tại của Tô Thanh Xuân. Vâng, với 400 triệu thì ở đây là chúng ta là đang tổng nhá, chúng ta Quyết không nói đến trả góp thì chúng ta sẽ mua xe gì. Còn với trả góp thì Quyết sẽ nói ở trong chương trình của lần sau, và Quyết cũng đã có clip về nó về chương trình trả góp rồi. Thế tuy nhiên thì một lát nữa chúng ta sẽ biết kỹ hơn. Ngày hôm nay thì chiếc xe WeGo của Toyota thì chúng ta sẽ có hai phiên bản, và số sàn và số tự động. Thì trong quý vị các bạn đây thì chúng ta đang sở hữu đó chính là chiếc xe phiên bản số tự động. Vậy thì hai phiên bản này chúng ta hãy cùng đi qua một chút trước khi chúng ta nói về giá của hai chiếc xe này được không ạ? Với sở hữu một cụm đèn projector ở cụm đèn phía đằng trước, đây là một phiên bản màu đen mà Quyết cũng đã rất ít khi nhìn. Thực ra màu đen thì đối với bản thân Quyết thì Quyết cũng đối với cá nhân thôi thì Quyết thích bản màu đỏ hơn và màu cam hơn, nhưng mà đối với tùy theo cá nhân thì chắc có lẽ anh ấy đang hợp mệnh thủy để lấy chiếc xe màu đen này. Đi qua cùng đi sang bên hông một chút nhá, chúng ta sẽ có một bộ mâm 14 inch. Theo Quyết là vừa đủ với một chiếc xe hạng A, với lốp nó không quá to, lốp Bridgestone nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với các có thêm ở đây chúng ta có sở hữu thêm là cụ xi nhan trên gương. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ sử dụng bằng cơ thôi. Đối với chiếc hạng A thì đây là cũng điều đáng tiếc đối với chiếc xe WeGo, nhưng Quyết nghĩ là mọi người có thể trang bị thêm được, đặc biệt là ở đây một chiếc xe màu đen này đã có xi nhan trên gương rồi. Chúng ta sẽ có tay nắm cửa ở phía bên hông này, thì chúng ta có điểm nhấn đó chính là có những đường gân dập nổi ở phía hai bên, một trong những cái điểm mà nổi bật ở trên chiếc xe WeGo này. Và điểm thích nhất có lẽ là sẽ nằm ở phía đằng sau. Đối với chiếc xe WeGo với hệ thống là 1.2 lít thì xe đuôi xe WeGo được chúng ta có được thêm cánh gió phía đằng sau, có thêm hai cảm biến, và tất nhiên chúng ta có đầu DVD, tuy nhiên không có camera lùi. Nhưng camera lùi thì lắp cứ nghĩ là tương đối rẻ thôi, chỉ vài trăm đến 1 triệu là chúng ta đã có sở hữu được camera rồi. Và trên chiếc xe WeGo chúng ta sẽ có hai hệ thống an toàn, đó chính là hệ thống an toàn ABS và EBD ở trên chiếc xe này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong khoang xe để chúng ta cùng khám phá xem nội thất bên trong của chiếc xe này có những gì. Với chiếc xe WeGo, rất may là chủ nhân của chiếc xe này chỉ lắp thêm một cái thảm cao su thôi, còn vẫn là sử dụng ghế nỉ. Chiếc xe này đã được sử dụng khoảng đâu đó 6 tháng rồi. Và Quyết nghĩ rằng là đối với trong 6 tháng mà một chiếc ghế nỉ đã được sử dụng qua thời tiết nồm này mà thực tế ra là nó không hôi một chút nào cả. Mọi người cứ bảo là ghế nỉ sẽ rất là hôi, nhưng thực tế thì không. Nếu mà đâu đó mọi người muốn rằng là chúng ta có thể trang bị thêm một ghế da cũng được. Thực ra lắp ghế da bây giờ cũng khá là rẻ, nó chỉ rơi khoảng vài triệu thôi là chúng ta sở hữu da rồi. Nhưng ghế nỉ cũng không vấn đề gì cả. Với các hệ thống an toàn cơ bản như là có tích hợp thêm các nút bấm ở trên vô lăng, cùng với đó là điều chỉnh ghế 4 hướng và điều chỉnh điện bằng thì đã là những cái rất là cơ bản đối với một chiếc xe. Và chiếc xe WeGo còn được trang bị thêm đầu DVD và hộp số tự động 4 cấp. Quyết nghĩ là đây nó rất là nhỏ gọn và tiện lợi đối với một chiếc xe. Với tầm giá một lát nữa Quyết sẽ nói, đặc biệt là cả khuyến mãi nữa, thì khoảng từ 345 triệu thì đã mọi người đã có thể sở hữu được một chiếc xe mà nhỏ gọn, an toàn mà rất phù hợp với cả túi tiền của người tiêu dùng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói về hàng ghế thứ hai. Đây có lẽ là một trong những cái ưu điểm nhất mà một trong những chiếc xe hạng A được bán chạy. WeGo cũng là một trong những xe hạng. Tại sao lại như vậy? Đây, nó kế thừa được bởi cái sự tinh hoa của một chiếc xe của Toyota mang thương hiệu Toyota. Người Toyota mọi người biết rồi, họ rất là thực tế, đó chính là phải là sự rộng rãi. Nếu mọi người tìm thấy ở trên chiếc xe Kia Morning, đó là sự hiện đại,
đó là sự nhiều tính năng option. Thì trên chiếc xe WeGo này đó là sự tiện nghi khi mà khoảng để chân rất dài. Tất nhiên Quyết đang nói ở đây là mỗi khách hàng họ sẽ phù hợp ở nhu cầu riêng, nhưng đối với Quyết, nếu mà chúng ta đang tìm đến sự đơn giản, sự tiện nghi về về sự rộng rãi, thì hàng ghế sau thực sự là một sự khác biệt hoàn toàn, rất rộng rãi. Quyết có lẽ phải ngả hết lưng ra thì mới may ra mới chạm được đến. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe WeGo này là bao nhiêu lít. Thì với một chiếc xe ngồi đã thoải mái như này rồi thì cái nhiên liệu cũng là một trong những cái đánh giá rất là quan trọng đối với người tiêu dùng. Thì đây ạ, mọi người có thể nhìn đây là mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp sẽ là 5,3 lít, trong đô thị là 6,8 lít và cuối cùng ngoài đô thị là 4,3 lít. Thì với trung bình nó rơi vào khoảng tầm, có nghĩa là trong đô thị đi là 6,8 lít, trong đô thị tắc đường chẳng hạn, Quyết đã đi rồi thì nó rơi vào khoảng tầm 6 lít thôi, nó không hơn đâu, 6 lít đến 7 lít. Thì đấy là một trong những cái mà nổi tiếng rồi, là của chiếc xe WeGo cũng như là Toyota nói chung đã làm được, đã uy tín được. Thì chỉ mong rằng là Toyota thì trong những cải tiến sau có thể là tăng trang bị thêm option, đáp ứng thêm nhiều nhu cầu của khách hàng hơn. Tuy nhiên đối với một khách hàng mà che mưa che nắng của chúng ta là sở hữu, đặc biệt hơn nữa là tiện nghi ở mức vừa phải, thì chiếc xe WeGo nó đã đáp ứng được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với việc giá bán của chiếc xe này. Đối với giá bán bắt đầu từ 345 triệu cho đến 405 triệu. 345 triệu là dành cho phiên bản số sàn. Chúng ta đã sở hữu được phiên bản số sàn với đầy đủ các tính năng này. Và phiên bản số tự động là 405 triệu chúng ta đã sở hữu được. Và bây giờ khuyến mãi của chiếc xe này nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 30 triệu. 30 triệu nghĩa là xe chỉ còn là khoảng tầm 300 triệu thôi, khoảng 310 triệu đến 320 triệu. Cùng với đó là chiếc xe số tự động là khoảng 375 triệu là chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe với đầy đủ tất cả các tính tiện năng tiện nghi rồi. Nghĩa là chỉ đắt hơn một chiếc xe SH150 gấp đôi một chiếc xe SH thôi. Và chúng ta có thể che mưa che nắng và sở hữu được những cái tiện nghi đang có ở trên chiếc xe ô tô. Vậy các bạn nghĩ sao về điều đó? Và hiện tại thì đối với phiên bản này, chúng ta còn có phiên bản màu trắng, màu bạc, màu đỏ, màu cam và tất nhiên là màu đen nữa, chúng ta đang có mặt ở đây. Và hy vọng rằng là những cái chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại những thông tin hữu ích dành cho mọi người. Nếu 400 triệu thì chúng ta sẽ sở hữu được chiếc xe nào? Đó chính là chiếc xe WeGo thần thánh của chiếc xe Toyota, đắt hơn chiếc xe SH150 phân khối mà thôi, chỉ là gấp 2 lần chúng ta đã sở hữu được rồi. Và nếu mọi người chưa đủ 300 triệu để chúng ta sở hữu một chiếc xe ô tô thì đừng ngần ngại rằng là chỉ có với hơn 100 triệu thôi, chưa đến hơn 100 triệu chúng ta sở hữu được chiếc xe WeGo này rồi, bằng cách là trả góp. Và thủ tục trả góp như thế nào thì Quyết đã làm một clip hướng dẫn cho mọi người, ở Quyết sẽ để đường link ở phần dưới phần mô tả cho mọi người có thể biết thêm. Hoặc là chúng ta sẽ gọi điện vào hotline 0394 046 064 để chúng ta có thể được giải đáp và cũng như là có những thắc mắc nếu mà chúng ta muốn sở hữu chiếc xe WeGo. Và hy vọng rằng những thông tin vừa rồi mang lại hữu ích cho mọi người. Và đừng quên rằng hãy đăng ký kênh của đội ngũ Happy Car để mọi người có thể ra được những clip hay hơn cho mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng năm mới.